Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện để tạo nên một chương trình mà nhiều người yêu thương. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đón những khách mời là ai ngày hôm nay? Xin mời Harry Won nào. Dạ. Kính thưa quý vị, Harry sẽ xin giới thiệu đội A, đó là Hải Triều, Trang Nơ và Phương Lan. Mình giả bộ mình vô giữa mình nữa được không? Dạ. Hôm nay mình đẹp rồi. Dạ. Ủa hôm nay đẹp rồi là trước đây em không có đẹp ha? Cái đó còn hỏi nữa, hỏi anh nhấn lại nữa. Bé ở giữa thôi, mình ưu tiên cho bé giữa hả? Dạ, em xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Trường Giang và chị Harry. Em tên là Trang Nơ và hiện tại em là diễn viên của Phát TV ạ. Năm nay bao nhiêu cái bánh trưng rồi nè? Dạ, em 28. Nhiều. nhìn ngoài thì tuổi trẻ hơn. Anh tưởng là 19-20 rồi đó. Em nghĩ có 20 rồi. Nghiêm túc mà nói luôn á. Em 1 tuổi luôn đó, mà nãy em kêu bằng em. Thì cũng được mà. 28 là, ủa là bằng em luôn rồi. Ủa? Em cũng 28. Đâu ra? Em 32 rồi. Cái gì? Đừng có tưởng mình giảm cân thành công rồi muốn nói nhiêu tuổi nói. Có, em 28 thiệt. Thôi, nhỏ 35 tuổi ra kia được rồi. Thật sự á, ở trong cuộc đời em đối đầu được hết tất cả mọi thứ, nhưng mà đến vào phần phai đau tuổi em hơi trốn. Em hỏi đi chị, kêu chị em là biết nhau rồi. Nhưng mà em là tuổi gì so với anh chị mà em tự nhiên đi trốn như vậy? Nhưng mà anh chị đâu có ai dám phai đau ra. Ý là em mới nói là trời ơi, tôi còn nhục mà ông ba không biết nhục. Trời ơi. Rồi mời đội vào vị trí ai. Quá mệt mỏi. Trời ơi, nói chà là nó vô phi vậy rồi, rồi sao thi đây? Rồi sao thi anh? Đội A đã vào vị trí sẵn sàng tiếp đón đội B gồm những nhân vật nào vậy nhỉ? Dạ, kính thưa quý vị, xin giới thiệu đội B, đó là Thái Trinh, Lan Hương, Hoa hậu Yến Trang, xin mời. Ngày hôm nay không biết vì điều gì mà tất cả đều chọn trắng và đen nhỉ? Ồ ha. Dạ em xin được chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Xin chào anh Trường Giang, chào chị Harry Won và em xin chào đội chơi ạ. Đối thủ ạ. Em là Thái Trinh, là ca sĩ, em sinh năm 2000. Dạ, đây là em giới thiệu đi. Dạ em xin chào anh Trường Giang, em chào chị Harry Won, em xin chào quý vị khán giả và chào đội bạn. Dạ em tên là Lan Hương, năm nay em 2K4 ạ. Dạ công việc hiện tại của em là diễn viên. Dạ luôn không? 2K4. 2K6. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Harry, anh Trường Giang và tất cả mọi người ở đây ạ. Mình là Yến Trang, Trang là Hoa hậu châu Á 2019 tại Ấn Độ. Và hôm nay là lần đầu tiên Trang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Hy vọng là Trang sẽ mang về 20 triệu. Ý là đội không cần thắng. Dạ. Chỉ cần cá nhân có 20 triệu. Dạ, khủng khiếp. Dạ. Đội này chắc không đi dài lâu được. Mời vào vị trí B. Bây giờ chúng tôi sẽ có cặp đầu tiên, đầu xuôi đuôi lọt nè. Dạ. Đầu mà thắng một cái là khả năng là thắng cao. Dạ. Đội mình sẽ like và đội kia sẽ like. Phải là cô bé Thi Nga rồi chứ anh. Em chứ ai? Gì quá em hả? Đúng rồi. Chúng ta phải hiểu một điều là khi chúng ta giảm cân quá nhanh thì não bộ làm việc chậm. Bởi vì chúng ta phải từ bỏ tinh bột và từ bỏ đường thì cái lượng đường trong máu nó không lên não nhiều. Nó hơi bị chậm. Nó kém thông minh lại. Dạ. Thiệt mà. Thiệt rồi. Vậy thì con bé nào nhiều đường bằng bé này. Rồi Trang ơi. Mời bé. Lên em. Hôm nay là em tới. Em tưởng anh dẫn đi. Đội B thì có ai? Rồi thì tôi xin nói đọc. Ai thắng lên trước? Ai thắng lên trước? Coi sao. Ai thắng lên trước? Ai thắng lên trước nha. 1, 2, 3. Rồi. Không, thua gì lên trước luôn rồi đó. Hai người này bằng rồi. Chính giữa. Ở đây người ta chọn là thắng kìa. 1, 2, 3. Rồi. Tự nói đưa cái rượt đó nha. Tự nói nha. Hai người tự lên luôn. Ai sẽ lên ghế trước? Chọn đi nào. Quỳnh Tù Xì. Xỉm xà mai thắng lên trước luôn. Trang ơi, em giống như là hôm nay em tâm chương bối. Tâm chương bối này ra em. Em là đội của em Kiều với lại chị. Trời ơi.
Đó là em cũng sẽ mạnh mẽ, tự tin, kiên cường lên. Được rồi chứ hả? Dạ. Xin mời. Kéo lên đất của chân. Hai phút dành cho Trang ơi, nhanh như chớp. Đây là câu đối chữ. Trái gì ngủ rất say? Ngủ rất say ạ? À. Trái mơ. Lên. Hay quá. Tiếp tục đối chữ. Trái gì dễ bệnh? Bệnh. Câu này thật ra trong chương trình đã đố rất nhiều lần rồi và rất là dễ. Mình mới vị trí đầu tiên mình không biết mình trả lời đại dạ, đi. Dạ dạ. Trái gì dễ bệnh? Mất thời gian ở chỗ này uổng lắm. Trái mây. Trái mây không chính xác. Trái gì? Trái gió trở trời. Wow. Trái gió trở trời là thay đổi thời tiết đó, dễ bị bệnh. Trời trời. Đây tiếp tục đối chữ. Trái gì dễ bị ghét? Trái đắng. Tự nhiên trái đắng bị ghét. Nó không chính xác. Trái có... đắng thì nó đắng ghét thôi. Người ta nói là ôi sao nhỏ thì nó trái. Trái tính quay, trái nết. Đúng rồi. Trái tính nết là lúc này lúc kia đó. Nhiều người không thích mình lắm. Trái gì biết chạy lên chạy xuống? Trái gì chạy lên chạy xuống? À trái cổ. Trái cổ. Đây tiếp tục là câu đối chữ. Thái Trinh nhờ Mai mua vật gì mà chỉ Mai mới mua được? Thái Trinh nhờ mua vật gì mà chỉ có Mai mới mua được? Chỉ Mai là cô đó tên Mai. Hiểu không? Có nghĩa là không thể chữ khác vào chỉ Mai được. Hiểu không? Mai chỉ Mai. Đó. Nó đó. Nó. Gì? Chị. Ngay đó đó. Chị mà. Trời ơi. Đó là đại. Đại đại. Mua chị Mai. Mãi chi. Rồi không chính xác. Chị Mai là chải mi. Chị Mai là chải mi ạ. Là cái đồ để chải mi á. Trời ơi. Trong bài hát Ai chung tình được mãi, chàng trai rủ bình minh làm gì? Bình minh thức dậy chưa? À. Không chính xác. Ngồi đây cà phê sáng với tôi được cà phê sáng không? Rồi uống cà phê buổi sáng. Cái gì nghe tên tưởng tan vỡ nhưng vẫn vẹn nguyên? Bây giờ chỉ cho cách chơi nha. Cái chữ vỡ nó sẽ đồng nghĩa với chữ gì? Bể nứt. Vừa rồi đã có đáp án, tìm đáp án đi. Bể. Cái gì? Bể. Cái gì nghe tên tưởng tan vỡ nhưng vẫn vẹn nguyên? Đáp án là bể. Cái gì bể? Quá. Tự mình đưa mình vào sự bối rối hả? Bể khổ. Bể khổ không chính xác. Đó chính là đáp án mà lại không biết đó là đáp án. Đó là cái gì? Bể nước anh. Cái bể. Cái bể. Hồ ao bể. Ôi giời ơi. Ở nước Anh tháng nào nghe đến là thấy may mắn? Đố chữ. Lucky. Tháng nào? Chúng ta có 12 tháng. Monday. 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 It's a not a month. It's a May. Tháng 5 May. Rồi lên. Xin sợ ở bao quá bà. Nước nào có các cung điện tên tương ứng với các mùa trong năm? Mỹ, Pháp, Ý rồi dạng vậy đó. Đất nước có nhiều cung điện đó chính là nước không chính xác. Đó chính là Nga. Ủa nước Nga không có cung điện mùa gì? Không có cung điện mùa gì? Không có cung điện. Không chính xác. Mùa gì mà cái câu người ta là nước nào có cung điện tên tương ứng với mùa trong năm đó là nước Nga. Rồi hỏi nước Nga không có cung điện mùa gì, trả lời nước Nga không có cung điện là sao? Rất tiếc là không có sự liên tiếp về đáp án chính xác, chỉ có một xuống, một xuống. Số một là số duy nhất. Xin mời. Dạ. Khó ha? Khó. Chúng ta chào đón lại nữ ca sĩ u sầu Thái Trinh. Ủa cái gì? Đứng đây này con gái. Vô nào. Anh mỗi lần anh gặp em anh bớt nói em u sầu đúng không? Tại tòa hát nhạc buồn không à? Thôi
lúc nào mặt em cũng tươi như vậy, anh cứ nói em u sầu, nó giận vô người em đó. Tôi đâu liên quan tới cuộc đời gia đình cô, chỉ anh làm em giận vô người. Nếu trả lời được hai đáp án liên tiếp thắng, đơn giản vậy thôi. À dạ. Okay. Tại vì em có một, mà câu hỏi vô cùng dễ. Dạ vâng, em sẽ cố gắng rồi. Xin mời. Cố lên Thiên ơi. Chị ơi. Chị chúc em may mắn nha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, Thái Trinh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ. Trái gì ngủ rất say? Trái mơ. Chính xác. Lại là đố chữ. Trái gì dễ bệnh? Trái gì dễ bệnh hả? Đúng rồi. Vậy mà không biết. Nóng quá. Nhưng hai con bé này nóng nghe được chị xuất á. Mà sao lại quá thì lạnh. Trái gì dễ bệnh? Dễ bệnh là sẽ là bị cảm nè, trúng gió nè. Mà tại sao bị bệnh? Tại sao bị bệnh ta? Tại yếu. Em có nói gì đâu. Tại sao bị bệnh? Yếu, do yếu đúng không? Trái đâu yếu biết không? Được. Yếu mà hệ miễn dịch kém rồi. Đây là đố chữ nha, đố chữ á. Đố chữ nha. Qua mưa dữ ha. Dạ. Chị ớt, ngày nó sao tại đi. Đại đi em trả lời trái trái gì đại đi. Trái ớt rồi không chính xác. Đáp án là trái gió trở trời. Rồi lại là kiểu vậy. Đố chữ. Trái gì dễ bị ghét? Trái gì dễ bị ghét hả? Sao tôi nghi quá. Trái tính trái nết. Chính xác. Trái gì biết chạy lên chạy xuống? Không nhát nha. Chạy lên chạy xuống mà. Đúng. Cái trái hầu nè anh, mỗi lần mà nam á nuốt nuốt cái đó nó chạy lên chạy xuống. Được chị, được. Chính xác. Ở vòng này em giành được thắng rồi đó. Tiếp chị ơi, tiếp chị. Ok ơi. Rồi Thái Trinh nhờ Mai mua vật gì mà phải chỉ Mai mới mua được? Nhờ Mai mua cái gì mà phải chỉ? Đúng rồi, phải chỉ Mai mới mua được. Nói chung là tới đây là hay rồi. Không là số 3 được đâu. Chỉ Mai là chải mi. Chính xác. Ghê vậy. Ui hay vậy ta. Rồi trong bài hát Ai chung tình được mãi, chàng trai rủ Bình Minh làm gì? Trời ơi có ai chung tình. À uống cà phê. À, Bình Minh ơi dậy chưa ra cà phê sáng với tôi được không? Chính xác. Em thuộc đúng rồi đó. Cái gì nghe tên tượng tan vỡ nhưng vẫn vẹn nguyên? Dạ. Cái gì nghe tên tượng tan vỡ nhưng vẫn vẹn nguyên? Cái gì hả? Hay cái gì hả? Cái gì? Có nghĩa là nó đồng nghĩa đó. À chém anh. Cái gì á? Cái gì? Cái gì phải là trái? Vỡ hả? Bể. Cái bể. Chính xác. Lại là đố chữ. Ở nước Anh, tháng nào nghe đến làm thấy may mắn? Tháng nào nghe đến là thấy may mắn hả? Đúng rồi, ở nước Anh. May, may. Tháng 5. Chính xác. Nước nào có cắt cung điện tên tương ứng với các mùa trong năm? Cung điện tương ứng. Nước nào đã? Biết nước nào mà có cung điện nhiều không? Em nghĩ chắc cung điện nhiều thì giờ sẽ có Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ. Ủa nhiều lắm. Em chọn một nước quốc gia đi. Cái gì ta? Để kế tiếp với chị. Nhật. Không chính xác. Đáp án là nước Nga. À, rồi, cái đó em ôi, giỏi rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là Thái Trinh đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Giỏi quá. Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi nhanh như chớp của em bước xuống mà em không cảm thấy ê chề. Hỏi giỏi quá chị ơi. Giờ là ai ạ? À? Thôi em lên cho, chiều cuối hả? Cuối khó lắm. Ủa? Khó xịp. Không như nhau à? Như nhau hả anh? Khó bạc. Thôi anh đều. Chơi với Hoa hậu đi, anh nói anh Hoa hậu mà. Đúng rồi, vậy. Ủa, đi lên. Thí dụ đâu phải bất mớ Hoa hậu là phải xin cuối rồi đúng không? Thôi. Ủa? Giờ em lên, nhưng mà anh đã nói anh là Hoa hậu thì okay, em nhường anh cho Hoa hậu. Phương Lan và dạ em lên cho để em nhường anh Hải Triều thi chung với Hoa hậu. Xin mời, Lan Hương. Lan Hương.
Cố lên. Ai muốn lên ghế trước? Lan. Lan lên trước đi. À, em lên cho. Mời. Mời bé vào trong. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 2 phút dành cho Phương Lan, nhanh như chớp. Đây là câu đối chữ. Dạ. Bé bảy. Bé bảy. Khóc vì bị người yêu phản bội gọi là gì? Bé bảy là bấy bẻ. Bảy rồi. À, mà khóc vì bị người không thử thôi để mình thử thôi, thử thôi. Khóc vì bị người yêu phản bội, bé bảy. Khóc vì bị người yêu phản bội là bị cái gì ha? Là chữ gì? Bảy là gì? Bảy là thất tình. Yeah, lên. Đúng rồi, đẹp là phải thông minh gì đó. Từ từ anh, từ từ. Không, áp lực với liền vô em gì đó, cố lên em. Anh không cãi, em đang thiếu đường á, anh đừng có làm tục đường quá. Bé bảy thích nhất ngày rằm tháng 8 gọi là gì? Ngày rằm tháng 8, quay từ từ nè, 7 là thức mà 8 là... Ủa 8 là gì? Rằm tháng 8. Rằm tháng 8, rằm là 15. 15 nha, 15 à, tháng 8. Mình có ở đây có hai đường đáp án luôn á. Rằm tháng 8 á. Thất tịch không ta khoan. Rằm tháng 8. Hỏi hay trả lời? Hỏi. Sao rung vậy? Đó, bé 7 là ngày gì? Rằm tháng 8 là Trung thu. Thì gọi là gì? Bé 7 thích nhất ngày rằm tháng 8 gọi là gì? Thất thu. Lên. À thất thu. You're so good. Trời ơi. Hoặc là gì vậy? Hoặc là đáp án khác là gì? Tôi nghĩ thất tám là gì? Tám là cái gì? Bác. À, ủa vậy nó không có dùng. Đều có nghĩa mà. Cái này dễ nè. Em thấy dịnh nha. Câu này dễ. Bé bảy vừa bị đuổi việc gọi là gì? Bé bảy hoài vậy, bé đuổi việc. Bảy là thất nè. Quá dễ mà đuổi việc. Từ từ anh làm em thất nghiệp. À. Trời ơi. Mình có thể nào trả lời nhẹ nhàng bớt chữ MC lên không ạ? Thất nghiệp. Ở dưới là nhẹ chứ lên đây học mình phải phun trào kiến thức liền. Câu này dễ nè. Không ạ. Loài vật nào hay lên mạng? Loài vật nào hay lên mạng hả? Tức là cái con đó nó phải có mạng thì mới lên mạng được đúng không? Nhện. Chính xác. Hay quá. Ca sĩ nào hay thắc mắc? Bài hát cái tựa. Ca sĩ nào? Cái tựa nói lên cái việc mình thắc mắc. Vì sao nè? Vì sao? Ca sĩ nào? Ca sĩ nào hay thắc mắc từ từ anh? À, thì đó. Vì sao? Ca sĩ nào? Ca sĩ nào? Ồ. Cái gì nè? Từ từ. Từ từ đâu rồi? Có phải đây là Bhutan Sam? Mỹ Tâm không? Khoan từ từ. Hỏi hay trả lời? Khoan hỏi. Bài mà Bhutan Sam, Bhutan Sam, đôi ta chia xa đó mọi người. Cái gì anh, bài gì? Có phần đoạn rap là Bhutan Sam, Bhutan Sam, đôi ta chia xa gì đấy? Bhutan Sam, Sơn Tùng hả? Bhutan Sam, ca sĩ nào thôi em chị Mỹ Tâm. Mỹ Tâm không chính xác. Bài vì sao của ai ạ? Khởi Mê. Vì sao chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, giờ thì hay lắm. Dặn mạch quá. Anh lên đi chiều. Ca sĩ nào vẫn còn nhớ đến người yêu cũ? Khởi Mi luôn, gửi người yêu cũ. Ca sĩ nào vẫn còn nhớ là trong cái lời của cái tên bài hát đó nó có cái nội dung là vẫn còn nhớ. Hiểu không? À chị chưa quên người yêu cũ nè. Nhớ người cũ phải không anh? Rồi. Chưa quên, trời, bữa giờ nghe trời, ai giờ, bây giờ mà không nhớ chỉ là chết nha. Hà Nhi. Lên. Da 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 quên. Đâu phải em. Lan, tập trung kiến thức. Là hết kiến thức. Tập trung kiến thức Lan. Tập trung kiến thức. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên. Là sẽ quên. Đâu phải cho hết đi là hết đi rồi xuống luôn. Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh thích đến cửa tiệm nào nhất? Tên bài hát.
Dạ, bài mới của chị Quỳnh hả ta? Bài mới hả? Cái gì? Bài cũ Khổng Tứ Quỳnh. Em chỉ biết bài gì mùa đông không lạnh. Ôi mùa đông gì đó. Đến mưa rơi thì tuyết trắng rơi rơi. Đến côi đừng đừng những đêm tối nào. Dâu gì dâu? Dâu tay. Thì đó, đến đâu? Đến tìm dâu tay. Đến chính xác. Bé dâu tay. Phải mày. Để ché dâu chị cửa dâu, tiệm nào nhất cửa tiệm dâu tây tên chính xác phải là tiệm bánh dâu tây. Như vậy là mang về 4 đáp án liên tiếp. Hay quá. Chúc mừng Phương Lan. Rồi dâu đội mình trên trung bình rồi. 4 cộng 1 bằng 5 bằng trung bình lên lớp. Như vậy là Phương Lan đã mang về 4 đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta gặp lại Lan Hương. Quá dễ, con số 5 sẽ chiến thắng. Sao em nghe muốn đi về ghê luôn á. Lên, lên về sao? Cố lên. Cố lên em. Kính thưa quý vị, Lan Hương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bé Bảy khóc vì bị người yêu phản bội gọi là gì? Thất tình. Chính xác. Ôi. Con bé này trải nghiệm nhiều. Trải nghiệm nhiều. Dạ đúng rồi, cái này là thất tình. Nghe cái này biết liền luôn á. Nhiều lần quá cho nên em nghe chữ. À, cái gì đó là nhiều lần quá hả? Nhiều lần quá hả? Dạ. Ôi. Sao anh hỏi mà anh vui vậy? Có đâu. Thôi mà. Nói cho người hiện tại người ta biết. Đố chữ lại là bé Bảy. Bé Bảy thích nhất ngày rằm tháng 8 gọi là gì? Thất tình. Ngày rằm tháng 8 là thất tịch. Tháng 7 là thất tịch. Thất trung thu còn gọi là gì ta? Rằm tháng 8 là trung thu đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Ghép đúng. Vô. Ghép lại. Trời ơi. Đáp án rồi đó. Em ra hết rồi đó. Thất thu. Chính xác. Thất thu là không mang về được lợi nhuận đó, gọi là thất thu. Dạ, em đang nghĩ đến một cái gì đó nó có nghĩa kiểu như là nó thất cái gì đó hơn là thất thu. Nghe tự nhiên nó đen lên cái nó đau múa xuống. Thất bát. Dạ dạ. Cũng vậy luôn. Rồi. Lại là bé Bảy. Bé Bảy vừa bị đuổi việc gọi là gì? Thất nghiệp. Chính xác. Còn một câu nữa thôi bằng. Loài vật nào hay lên mạng? Loài vật nào hay lên mạng? Đúng rồi, loài vật nào có mạng nó mới sống được. Con nhện. Chính xác. Trời ơi trời, câu này trả lời được là hơn mình luôn á. Quá trời. Ủa sao anh nhìn em? Có nghĩa là sau này đừng giảm cân nữa. Em có hay nghe nhạc không? Dạ cũng ít ít chị. Ít ít cũng hả? Vừa vừa ít ít. Dạ. Rồi. Nhạc nào? Chúc em may mắn. Ca sĩ nào hay thắc mắc? Ca sĩ nào hay thắc mắc là hát những cái bài mà có câu hỏi đúng không? Tên bài hát như cái tựa luôn nha. Dạ thực ra nhiều ca sĩ có cái tựa này lắm. Nhiều lắm luôn á. Nhưng mà em đã hiểu cái tựa là nó dạng như nào chưa? Vì sao hay là tại sao đồ là các câu hỏi đó đó, đó, vậy, đó vậy đó vậy đó. Trời ơi quá trời ca sĩ luôn ha. Dạ đúng rồi, nhiều quá. Một ca sĩ đó hát nhiều cái những cái bài đó. Thì mình cứ nói ra một ca sĩ và một cái tựa là mình thắng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Em nói đại luôn á. Nói đại luôn. Được rồi, đừng vậy vậy. Phương Lan quê. Nè, còn rất là nhiều bài. Ví dụ như là Vì Sao Thế của Phạm Minh Hưng nè. Hoặc là Tại Sao của Ưng Hoàng Phúc nè. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi em ơi, ở vòng này em thắng rồi đó. Ôi vậy hả? Ồ, lần đầu tiên em thắng luôn. Đâu phải em dám cân là bé hay. Bé hay. Tuy là em dám cân mà vẫn thua. Mình vẫn thua. Ca sĩ nào vẫn còn nhớ đến người yêu cũ? Ca sĩ nào vẫn còn nhớ đến người yêu cũ? Thực ra biết nhiều tựa là sẽ ra nhiều ca sĩ à. Em chọn đại nha, tại cái này khó thiệt. Mr. Siro à. Trời, không chính xác. Tựa bài hát là gì? Tựa bài hát là gì? Em không biết nữa, tại em thích nhạc. Không có đáp án đúng không? Không có đáp án. Dạ. Không chính xác. Ai biết cái câu này nhiều hả? Là chưa quên nghĩa cũ là của Hà Nhi. Dạ. Hoặc là bài nào đó của ca sĩ rồi đó là không thể quên được em hay là gì đó. Vẫn còn nhớ về nhau hay dạng gì đó. Ồ, có bài gửi người yêu cũ. Dạ.
tiếp tục. Đố tên bài hát ca sĩ Khổng Tú Quỳnh thích đến cửa tiệm gì nhất? Cái gì em nhớ nè, cái này em biết. Bánh dâu tay, tiệm bánh đúng không? Đúng rồi. Tiệm bánh. Tiệm bánh gì? Bánh bánh kem. Bánh là phải nói luôn cái bánh, loại bánh đó luôn hả? Cái tên bài hát của người ta mà. Bánh dâu. Dạ, bánh không chính xác. Hồi nãy em nói rõ ràng hết luôn ấy. Hồi nãy em nói dâu tay. Dạ. Ai là tiệm ba chữ luôn hả? Tiệm bánh dâu tay. Cái tên bài hát của người ta mà. À giờ phải nói tên bài hát ra. Trời ơi. Là nói tiệm bánh là được. Đây là đố tên bài hát mà, còn tiệm bánh kem là nó qua bên không sao, rồi. Thắng rồi. Mực rừng là tên gọi món gì ở miền Tây Nam Bộ? Sao biết được? Mực rừng hả? Mực rừng hả? Nam Bộ. Phải là những người nào chuyên về đồ ăn, với là những người chuyên làm mấy cái món mà gọi lấy rai mới biết được. Dạ, mật rừng. Thật ra đã từng ăn rồi đó. Em cũng đã từng ăn cái này, nhưng mà không phải là của Tây Nam Bộ. Mà nó ngon không chị? Rất ngon, rất là ngon, rất là mê. Em không biết nhưng mà chắc về em sẽ ăn thử. Rất là ngon đúng không? Ngon lắm. Đây là kiểu cá kho. Hết thời gian. Đáp án là bạch tuộc sống. Bạch tuộc, con bạch tuộc nhỏ mà sống hai vùng nước là nước ngọt và nước lợ, hoặc là nước mặn của vùng Cần Giờ, bắt đầu đi xuống hướng miền Tây cũng có mà hướng Vũng Tàu cũng có. Dạ. Kính thưa quý vị, như vậy là Lan Hương đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Mực rừng ngoài Tây Bắc là trâu gác bếp. Thực ra là ở ngoài đó là không phải như bây giờ là người ta gác bằng cái việc là người ta ung củi xong người ta bỏ ra một cái hầm người ta xây rồi ở trên này người ta móc. Hồi xưa không có vậy, hồi xưa là người ta gác bếp thiệt, là để trên bếp á cái mặt lợn hay là thịt lợn hay là thịt heo người ta để đó và người ta nấu. Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ thì khói nó bốc lên, nó bám vào đó, chính là cái chất để gọi là bảo quản miếng thịt đó không bao giờ bị hư mà nó đen thui vậy đó. Cái này gọi là mực rừng. Giờ đa số người ta chỉ có những người đồng bào thiệt á thì người ta mới gác bếp thiệt. Còn những mình làm kinh doanh rồi á là người ta sẽ xây cái hầm như này, dạ, xong người ta ung khói và trong khoảng tầm hai mấy tiếng đồng hồ là nó bắt đầu thành gác bếp. Nó khô. Nhưng mà nó không có đen thui, đen thui từ lùi đâu. Nó khô lại. Đỏ, nó chín bằng cái sức nóng của khói đó. Đó. Là trong cái bếp bây giờ 2-0. Hoa hậu lên đi, căng quá. Né mình thắng luôn. Em, như vậy là chúng ta không áp lực, chúng ta lên chơi giao hữu. Đúng rồi. Đúng không em? Hoa hậu châu Á. Đâu? Mình giao lưu với hoa hậu miền Tây. Wow, em lần này em phải thắng. Không, em mà thua là đi đó. Là đi lần đó. Này em phải thắng. Áp lực gấp đôi. À, giờ em mới thấy. Áp lực em. Đúng. Áp lực đi, tao áp lực. Anh ơi, bây giờ em xin nhường cái da nặng này qua. Chẳng gì không? Lên. Nếu mình thắng vào vòng trong, đội mình có vé vào tứ kết. Nếu mình thua về. Chiều, em nghĩ là chiều đi sao đi để cho đỡ áp lực. À, nếu mà sao? Hoa hậu mà ví dụ như cao quá rồi cái mình trả lời một hai câu mình về luôn. Bây giờ á, thật sự là đến trả lời cái vòng này đúng trả lời sao áp lực hơn. Trả lời sao cũng áp lực hết đó, lên cái ghế là áp lực rồi. Cho nên thôi chắc nãy giờ truyền thống trả lời trước, mình trả lời trước luôn. Đổi trước luôn hả? Giống mà mình trước luôn. Lên. Thank you. Chúng ta cùng Hải Triều, Hải Phúc nhanh như chớp. Hải Triều ra công viên thấy một con rắn đang tập thể dục, hỏi con rắn tập môn gì? Rắn tập thể dục hả? À, đối chữ. Thông tin sẽ ra. Đi ra công viên thấy con rắn đang tập thể dục. Đang tập thể dục, rắn tập thể dục. Rồi, đó là môn gì? Trời ơi. Trời ơi là rắn, trời. Con rắn. Cái tuồng. Về. Cái chuột đó. Về. Cái chuột à. Gì à? Thạch. Thôi. Xà. Xà đơn. Lên. Hay quá. Em có nói gì đâu. Không biết gì hết trơn. Không có liên quan, chỉ đó cái kịch thôi mà. Hải Triều bắt gặp hai con rắn tập thể dục. Chúng đang tập môn gì? Là đơn phải có xà két chứ. Vậy luôn. Trả lời. Dạ xà két. Lên. Hay quá.
dễ như vậy rồi. Đôi câu người ta phải có tự tin chứ. Ê, tính ra cái đội mà trả lời ồn ha, trả lời lớn thiệt luôn. Vẫn là Hải Triều. Ra công viên thấy nhiều con rắn cùng chụm lại một chỗ, gọi là gì? Cái kia có xà kép rồi, để về xà chụm ta. Con rắn chụm lại một chỗ là môn thể thao gì? Gọi là gì nha, tôi không nói thể thao nha. Câu đố của chương trình là gọi là gì? Xà nẹo. Xà nẹo. Xà nẹo không chính xác. Không chính xác. Ơi sao mà không chính xác? Khoan khoan. Khoan đừng tụng. Đừng tụng. Khoan mà không chính xác được. Anh nói xin vậy đi. Chụp với nhau thì nó xà nẹo thì nó hộp 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 gì nè. Người ta gọi là xà nẹo. Đáp án là xà quần. Ủa xà quần. Đúng quần nha. Xà quần với xà nẹo giống nhau, cái từ đồng nghĩa. Không có đâu. Không giống được. Xà nẹo là hai cá thể mà cứ cạch cạch bấu vào nhau gọi là xà nẹo. Còn xà quần là nhiều cá thể mà không có lối thoát. À, lẫn quẩn trong vòng luẩn quẩn. Đất nước nào mà không sở hữu giống ngựa thuần chủng? Nói chữ. Đất nước nào? Phân tích, phải chịu phân tích thì nó mới ra. Còn không đất nói chuyện nước. Không ra đâu. Mỹ, Pháp, Anh, Mã Lai. Lên. Mã là ngựa, Lai là không thuần chủng. Cũng nghĩ ra mà hơi chậm thôi. Vừa Mã Lai rồi đó. Nếu ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mở quán ăn, cô ấy sẽ bán món gì? Đố tên bài hát. Phạm Quỳnh Anh có bài gì nè? Phạm Quỳnh Anh. Nước mắt gì, nước mắt gì? Nước mắt dạ, bụi bay vào mắt nè. Bụi bay vào mắt. Đó à, mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc, mà sao nước mắt vô thức chơi tràn bờ mì em. Mì quảng đi anh. Mì quảng. Ủa? Mì quảng. Anh bán. Thì anh bán chứ giờ không biết chơi bài hát gì. Không chính xác. Tất cả sẽ thay anh ha. Bán chổi được không anh? Có anh súp nấu. Bán chổi, bán mấy hút bụi. À súp hả? Súp tình yêu hả? Chính xác. Ừ, em đem chú Duyên cùng một chú Tinh Hình mỗi chơi đều lên nôi hơn tình động mít ngay. Mỗi lần bạn gái khóc ưng Hoàng Phúc thường làm gì? Đố tên bài hát. Mỗi người một nơi hả? Hay là ưng Hoàng Phúc trời ơi bạn gái khóc cái mỗi người một nơi. Ừ thì đó khóc thì đi ra chỗ khác. Không phải cái bài gì đó. Hợp lý mà. Bạn hát gì ưng Hoàng Phúc ha. Fan fan. Nhỏ chắc không có bồ được đâu. Mỗi người một nơi mà nó hợp lý mà. Không thích đi. Hát những bài hát ưng Phúc. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có níu kéo. Bài đó là cái bài ngọc bóng tối vu ra. Em không nhớ, em không nhớ tựa. Em không nhớ tựa. Đường bay hù hù, nhìn chung răng mây. Ra ra đi, một người ở đây. Có cái, người cái điệp khúc luôn là tên người. Bài đó luôn rồi đó chứ gì được phải không ta? Khi người đàn ông khóc đi anh. Khi người ủa, không chính xác. Đó là bài. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. À là cầm nín hả? Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Là cầm nín. Không, thật ra em thấy chiều nó cũng đúng. Khi mà phụ nữ bạn gái không thì mỗi người một nơi là đúng rồi. Bạn khóc thì mình đi ra chỗ khác đúng lát, không? Lát, lát, đừng em, à, em muốn vậy đó hả? Để anh báo. Ca sĩ ưng Hoàng Phúc. Nữa, rồi anh Phúc nữa. Không muốn điều gì đến với người yêu của mình. Đố không tên bài hát. Không muốn điều gì. Không. Trời ơi, đó. Nó đó, không muốn điều gì. Hứa thật nhiều, thứ kia cũng thật nhiều. Phải. Đáp án là chia tay. Không muốn không chia tay. Không chính xác. Mỗi người một nơi ha. Biết không ạ? À? Anh không muốn bất mỗi công với em nơi hả? Đúng rồi, anh không muốn bất công với em. Trời ơi, những bài hát biết hát không biết tựa. Hồi nãy cũng giống em vậy đó, rồi đó. Khi con ngựa chạy nhanh gọi là phi nước đại. Dạ. Vậy ngựa chạy chậm gọi là phi tấp mỡ rồi. Ê, không? Vậy? Phải phi nước đại. Hết giờ. Má chậm. Không chính xác. Ngựa chạy chậm, chậm là ngựa phi nước kiệu. Câu tiếp theo. Trong ca dao ông nào hay đi câu cá? Trong ca dao ông nào hay đi câu cá? Đã giờ. Ông Lữ. Chiều chiều ông Lữ đi câu. Bà Lữ hứ hứ, con dâu hứ hứ. Nó về và nó trước cho cái trà. Chiều ơi, trời ơi. Em xe tới rồi chiều. Như vậy là Hải Triều mang về hai đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Đây, chạy cuối cùng á là anh là người thông minh nhì chứ không phải là người nhút đâu nha. Nhưng mà em trả lời cũng được, kiểu là câu lên câu xuống. Mình ít câu hơn nhưng mà liên tiếp được hai lần. Hai lần. Đây, sự trở lại của Yến Trang, xin mời.
mà nguy hiểm quá vậy? Cố gắng lên. Chỉ cần con số 3 mình sẽ chiến thắng. Con số 3. Quá đơn giản đúng không? Em không tin. Ê thiệt. Lên. À, hãy chịu mà có 3 câu. Trời nhìn mà không tin gì chứ, không biết gì hết. Trời. Quá dễ dàng. Trời. Yên Trang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chỉ cần con số 3 đội chúng ta sẽ thắng. Chỉ cần Huê là đã thắng rồi. Dạ. Ôi, sao mình dễ vậy? Xe tới rồi đó. Rồi. Câu hỏi bắt đầu. Hải chiều ra công viên thấy một con rắn đang tập thể dục, hỏi con rắn tập môn gì? Đối chữ nha, phân tích chữ ra là thấy. Hải chiều ra công viên thấy con rắn đang một tập con rắn, một con rắn đang tập thể dục. Gọi là môn con gì? Con rắn. Phân tích ra, phân tích đi nào. Con rắn đang tập thể dục. Đúng rắn rồi. Rắn là cái gì quên rồi. Con rắn còn gọi là rắn là cái gì tị. Ngu. Phim vũ hang rắn. Ôi sao bây giờ ngộ này cái bị đơ luôn trời. Sao? Dễ hả? Ngộ cái con này hay lắm. Rắn là lại gì? Đại qua đi, qua đi. Qua đi, qua đi. Nói đại cái gì đi. Bóng truyền. Rồi, không chính xác. Đáp án là xà đơn. Con rắn là xà. Một con rắn, một là đơn, là xà đơn. Ở trong đầu cứ nhớ con rắn là tị. Coi phim, phim thì có hai rắn. À, nhớ là thân xà và xà. Trời ơi. Bây giờ mới nhớ anh. Bây giờ nó mới về, Trang ơi, về Trang ơi. Ờ, đang về rồi, đang về rồi. Ok, rồi. Hải chiều bắt gặp hai con rắn tập thể dục. Chúng đang tập môn gì? Tiếp em, tiếp luôn, tiếp luôn. Hai con rắn. Ừ. Xà đôi. Chính xác. Cố lên một câu nữa. Câu hỏi tiếp theo lại là đối chữ. Vẫn là hải chiều ra công viên thấy nhiều con rắn cùng chụm lại một chỗ, gọi là gì? Thấy nhiều con rắn. Đầu tiên phải có chữ gì? Xà. Rồi tìm chữ gì gắn cái đó mà có nghĩa. Trời ơi là trời. Xà bông. Ép vậy sao? Xà lan. Nhiều con rắn cùng chụm lại một chỗ. Ủa nhiều con rắn. Xà bị trưởng. Xà kép. Không, chính xác. Xác. Đáp án là xà quần. Xà quần. Xà quần với nhau chúng. Nhiều con rắn chúng lại nè. Không có nơi khác, cứ xà quần vậy đó. Ủa em chưa nghe từ xà quần bao giờ hả? Em nghe rồi nhưng mà em không nghĩ nó gì. Rồi câu hỏi tiếp theo. Đất nước nào không sở hữu giống ngựa thuần chủng? Đất nước nào không sở hữu giống ngựa thuần chủng? Ngựa gọi là gì? Ngựa. Ngựa gọi là gì? Mã. Rồi. Mã. Mã Lai. Chính xác. Yeah. Nếu ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mở quán ăn, cô ấy sẽ bán món gì? Súp tình yêu. Chính xác. Rồi vậy là bé này có lỗ tai em không có. Em không nghe nhạc. May á, may á. Nhưng mà vậy xe tới rồi. Xe tới. Em cùng buồn chị. Chị cũng buồn. Em rất buồn chị. Em ghi vô đây em rất buồn chị Harry. Rồi câu hỏi tiếp theo lại là đố tên bài hát. Mỗi lần bạn gái khóc, Ưng Hoàng Phúc thường làm gì? Hát đi. Khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngần. Thấy chưa? Tâm lý bây giờ là nó như vậy đó. Anh ơi, Hoàng Phúc cho ba giờ hát là bỏ mặt, hát vậy. Đúng. Cũng khóc gì khóc vậy. Khóc thì ngồi đó khóc đi, chút xíu hết khóc vô rồi dỗ tiếp. Ủa các bạn, khóc phải khóc đi tên gì thế không? À, đừng khóc nữa hay nín đi được không? Wow. Bài, ủa, cái đó bài đó là của người khác. À, người khác. Ở đây hát. Ưng khác chứ không phải Ưng Hoàng Phúc. Ủa. Thấy không, đâu phải vậy ai là đáp án cuối cùng của em là gì? Em ơi đừng khóc, mong tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Mà bài đó bài bên kia tầm đầu. Không chính xác rồi. Không chính xác. Đáp án là cầm nín. Trời đã khóc rồi còn. Anh chi biết. Cầm nín nghe tiếng em khóc. Còn, còn bị hùng mang. Làm gì cho em? Không được. Người bắt em đi. Không nhớ. Rồi lại là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc không muốn điều gì đến với người yêu. Đố tên bài hát. Đã từng có một bài hát. Mới nãy nó về với ẹt. Anh trả lời không được đó. Không không muốn em có người yêu mới. Rồi, không chính xác. Đáp án là anh không muốn bất công với em. Khi con ngựa chạy nhanh gọi là phi nước đại. Vậy khi ngựa chạy chậm gọi là gì? Đi nước kiệu. Nó biết từ này, nó biết chính từ xác. Này. Hoa hậu biết từ này. Trong ca dao ông nào hay đi câu cá? Dạ.
trong ca dao ông nào hay đi câu cá? Không, không. Câu này rất là khó luôn. Ngữ văn đâu biết không? Ông nào đây? Ông lão. Ông lão. Ông lão không chính xác. Ông lão đánh cá. Ông lữ. Hồi nãy quá tụi có văn thôi trong ông lão đánh cá thôi chứ đâu có ông lữ trong cái ca dao. Chứ có cái gì như vậy là Yến Trang đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Chị, bây giờ chị phải nói là hả, tụi em ngang bằng nhau nhưng vì hai bạn đội chơi cho nên làm đội em thua. Như vậy là sau ba lượt chơi chúng ta chỉ Huệ 1 và thua 2. Chúng ta còn một lượt nữa nhưng mà có thắng thì cũng thua, cho nên là chung cuộc là đội chúng ta thua dù vẫn còn thành công. Đã nói rồi, đường không lên não. Nói từ đầu đường không lên não rồi. Xin mời. Đó, xin mời lên. Chúng ta ra về với 15 triệu đồng tiền thưởng, xin chúc mừng. Yeah. Còn chúng ta nói gì nữa, mời bước vào vòng đặc biệt ngay bây giờ. Quý vị đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được 60 triệu đồng. Quá đơn giản. 60 triệu nha. Đúng rồi. 20 đáp án, 60 giây. Tương đương với một đáp án, 3 giây. Đúng không? Dạ. Dạ. Quá dễ dàng. Chúng ta hiện tại đã có phần thưởng rồi. Và có một tấm vé rồi. Việc chúng ta là kiếm thêm một phần thưởng nữa. Nếu trả lời chính xác chúng ta mang về 60 triệu đồng để vào đặc biệt này. Và luật chơi là từng người sẽ đặt tay và trả lời, không được giành lượt, nhắc nhau thoải mái. Cái lượt mình là phải tới cái lượt mình phải trả lời. Còn không biết thì bạn mình nhắc. Trong vòng 60 giây, hãy kể tên 20 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương không giáp biển. Bắt đầu. Điện Biên, lẻ lắm. Điện Biên à? Các bạn cứ nói đại. Chính xác. Tây Bắc là đúng hết, vô. Sapa thuộc gì? Thái Nguyên à? Rồi, chính xác, nhanh. Sapa, Lào Cai. Rồi tiếp tục đi, cái em trên tới trên tỉnh Móng Cái có biển mà, gì nữa trời? Thành phố được. Thành phố Điện Biên. Thành phố được, mới được. Móng Cái không được rồi. Cần Thơ được. Trời ơi, quá trời mà. Hả? Cần Thơ. Cứ làm đại liên quan tới địa lý khó lắm anh ơi. Gia Lai. Vậy mà. Gia Lai. Đà Lạt. Cái bên Gia Lai là Lâm Đồng. Lâm Đồng. Phú Yên. Ủa? Lại tới Trinh. Đắk Nông lẻ lên. Đắk Nông. Vậy á. Đắk Lắk. Một nùi nè, Hưng Yên nè, Vĩnh Phúc nè, Cao Bằng nè, quá trời ở ngoài nè. Hà Giang nè. Rất là nhiều. Giao rối á, em đẻ ra ở biển mà bây giờ Đắk Lắk, Đắk Nông nè. Đúng chưa? Gia Lai, Kum Tum nè, Cần Thơ nè. Ôi. Quá nhiều. Thôi, rất tiếc. 60 giây trôi qua rồi. Rất tiếc là 60 giây trôi qua rất là nhanh. Nói chung là các bạn chỉ mang về 8 đáp án chính xác mà thôi. Đây, xin mời. Với những câu hỏi như thế này thì ba người phải cùng biết thì mới kịp 60 giây. Chứ còn một người biết cũng không giải quyết được. Thôi, cũng không sao cả, chúng ta có một vé vào vòng trong. Và ngày hôm nay dừng lại ở đây với giá trị phần thưởng là 18 triệu đồng. Xin chúc mừng. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúc cho các bạn ở vòng trong sẽ chiến thắng tiếp tục. Dù là mình không trả lời nhiều nhưng mà chỉ cần hơn cái đội chơi của mình là đủ rồi. Dạ. Ha, cảm ơn ha. Cảm ơn ba cô gái. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp.